Hôm nay thầy sẽ tiếp tục là hướng dẫn các em tạo cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng trên cái Microsoft Access. Thì cái bộ Microsoft Access này được tích hợp trên cái Microsoft Office á, sau khi chúng ta cài thì nó hoàn chọn là Access, thì mình sẽ mở cái Access nó lên. Hay mình chọn là New Database ha các em. Rồi, ok. Thì các em nên lưu lại trước file Excel. Rồi, thì thầy lưu trong cái thư mục này ha. Các em lưu lại quản lý bán hàng. Rồi ha các em, mình nhấp vô phần phía bộ mình. Để đây mình sẽ lưu được cái cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nằm ở đây. Mình tạo được cái cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nằm ở đây. Rồi. Thì cũng giống như SQL Server, là đầu tiên mình phải tạo ra từng bảng đúng không các em? Đúng không? Thì bảng đầu tiên các bạn mình là cái bảng vật tư. Vật tư. Thì các em nhấp vô đây, Create, các em thấy table không? Table. Thì cái bảng vật tư này á, thì các em nhấp chuột phải, các em design nó lên ha, design nó lên, mình đặt nó tại bảng nó là gì các em, vật gì, mình phải design nó lên tại nó tạo auto gì mình xóa đi. Rồi, thì đầu tiên thì mình mở lên thì có mã vật tư là cha 4, rồi tên vật tư, đơn vị tính và phần trăm. Mã V4 là cha 4. Thì ở đây mình sử dụng cái kiểu dữ liệu gì? Sử dụng kiểu dữ liệu gì các em? Kiểu là test ha, sub test này. Mình cho nó bao nhiêu ký tự? 4. Tức là cái giao diện nó khác hơn SQL Server một chút xíu, nhưng mà mình mô tả ở đây nè là kiểu test bao nhiêu ký tự các em? 4. Rồi, mình cho nó khóa chính, nhấp chuột phải vào mình chọn là set gì? Memory key. Có giống SQL Server không các em? Giống ha. Rồi, tiếp tục thì các em tạo tiếp tục là tên V4, DV tính và phần trăm. Short test bao nhiêu? Tên V4 là short test 100, DV tính là 10, phần trăm là in. Mình cho size nó là 10. Phần trăm in. In không có thì mình cho nó là kiểu gì các em? Là gì? Number. Nhưng mà mình chọn ở đây là kiểu gì? Kiểu mà nhỏ thì mình cho là single hoặc là double. Double là kiểu số nguyên nhỏ nè, hoặc integer. Integer là nó tương ứng với SQL là kiểu in đó. Nhưng mình chọn đây number. Thì cái thao tác trên Access nó khác hơn trên SQL Server tí xíu. Rồi, được chưa các em? Xong ha. Như vậy là mình đã tạo được cái bảng vật tư, đúng không? Rồi, tiếp tục mình tạo bảng thứ hai. Thì bảng thứ hai của mình á, bảng thứ hai của mình lưu lại thì mình design lên, nó cho nên mình đổi tên là nhà CC ha, nhà CC. Rồi, ok. Kệ nó, ID thì nó sinh sẵn, mình sửa lại cũng không sao. Rồi, mã nhà CC, tên nhà CC, địa chỉ và điện thoại. Thì có là một, mình cho nó là 4 hết đi để mình dễ thiết kế.
cái nào mã các em cho 4 hết nha. Mã mã nhà cung cấp test mình cho nó nhiêu các em? 4. Rồi tên nhà cung cấp một trăm ha, địa chỉ 200 và điện thoại là 20. Tên nhà cung cấp địa chỉ là các em cho 200 dần. Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ và điện thoại. Short test là bao nhiêu các em? 20. Sau đó các em lưu lại cái bản thứ hai. Rồi tiếp tục là mình tạo cái bản thứ ba. Đây ha, mình design nó lên. Thì design view nó lên thì nó cho mình là chọn là mình đánh vô là cái đơn DH. Số DH thì mình chọn nó là short test nè. Mình cho là 4. Ngày DH thì nó là dead time. Là cũng hơn, ở đây mình có dead time không? Dead time, rồi. Ngày DH và mã gì? Nhà cung cấp thì mình có cho nó là short test. Mà đây là bao nhiêu ký tự? 4. Rồi, ok. Mình được cái bảng thứ ba là cái bảng đơn DH này. Tiếp tục, mình qua cái bảng thứ tư là bảng gì? CT đơn DH. Rồi mình qua bảng thứ tư, đóng nó lại ha các em. Create là thấy bộ mà, hoặc design cũng được, nhấp vô design cũng được. Rồi là do chưa mình nhập dữ liệu, nó chưa cho mình lưu thôi, không sao, mình làm lại. Có số DH, mã vật tư và số lượng đặt. Số DH, mã vật tư, mình chỉnh lại thôi em. Số lê đặt này là short test vào mấy? 4. Thằng này bao nhiêu các em? 4. Nhưng mà số lượng nó là kiểu số, mình chọn nó là gì? Number, mình chọn đây là số nguyên, thì mình nhấp vô đây mình chọn là gì? Integer ha. Rồi mình cho thằng này là khóa chính, hai thằng này là khóa chính thì giống như kia, mình quét khói lên hai cột, mình nhấp chuột phải, mình giữ phím shift nha, nhấp chuột phải mình chọn gì? Set memory key, mình thấy có hai câu khóa chưa? Rồi sau đó mình lưu lại. Rồi, ok, mình đã được cái bảng thứ tư. Tiếp tục thì mình create, mình chọn là bảng design nè, thấy design cái bộ không? Bỏ mất công luôn. Rồi design. Để tiếp tục tới bảng là bảng thứ năm là bảng gì? Bảng B nhập thì có số B nhập, ngày nhập và số đơn DH. Số đơn nha, số phiếu nhập là 4 nè, ngày nhập là mình cho nó kiểu gì các em? Dead time. Và số gì các em? Số DH là 4. Short test mình đây cho nó là 4 nè. Mình làm mà không có điền đúng là mình làm nó dễ sai dữ lắm. Mình lưu lại. Đặt là B nhập
Rồi xong cái bảng B nhập rồi đó thì mình tiếp tục là bảng là gì các em? CTB nhập thì mình có hai hàng khóa chính nè. Mình chọn tiếp tục, mình chọn là new design. Thì mình sẽ có được cái là số phiếu nhập và mã mã V4. Hai thằng này là shop test đều là 4, các em cho nó là 4 vào. À, hai thằng này là khóa chính. Chấp chuột phải, quét khói hai thằng. Chọn nó lái Mary khay. Rồi xong đó là tới là số lượng và giá tiền, số lượng nhập và đơn giá nhập. SL nhập là number mình cho nó là integer. Đơn giá nhập DG nhập nó là kiểu tiền tệ. Kiểu tiền tệ thì ở trong đây nó có kiểu money không các em? À, currency là cũng là tiền tệ này các em. Currency là cũng tiền tệ, money cũng tiền tệ, tùy theo kiểu dữ liệu. Nó đặt tên vậy thôi nhưng mà nó là kiểu tiền tệ đó. Trên Excel thì nó là sử dụng cái currency ha. Rồi các em lưu cái bảng này lại. Rồi chúng ta sắp tạo xong cơ sở dữ liệu rồi. Rồi tiếp tục mình create một cái bảng mới. Rồi còn ba cái bảng cuối cùng là B xuất. À, B xuất thì có số phiếu xuất, ngày xuất và khách hàng. Số phiếu xuất ngày xuất, ngày xuất là dead time nè, và khách hàng. Tên khách hàng ha, tên khách hàng. Số phiếu xuất là cha 4. Tên khách hàng. Thì số test 100 ha. Số phiếu xuất thì số test là 4. Rồi. Mình cho thằng này là khóa chính. Mình lưu nó lại. Thì cái bảng này đặt đặt tên là B xuất. B xuất ha. Rồi. Mình còn hai bảng cuối cùng và CTB xuất. Mình tiếp tục mình design đó. Thì có là mã số B phiếu xuất mã vật tư. Short test 4. Mã VT, mã V4. Short test cũng mấy luôn các em. 4. Số lượng xuất và đơn giá xuất. SL xuất. SL xuất. Thì số lượng thì nó phải là số, thì nó phải là number. Ở đây các em chọn nó là integer và DG xuất là tức là đơn giá xuất. Nó là kiểu tiền tệ thì mình chọn nó là gì các em? Kiểu lên gì? Kiểu lên C. Mình chọn hai này phá chính quét khói nó mình đè phép ship nha. Nhấp chuột phải chọn lên. Lưu lại đặt tên là CTB xuất. Ok. Còn một bảng cuối cùng nữa là chúng ta làm xong cái cơ sở dữ liệu này. Rồi bảng tồn kho. Cuối cùng là bảng tồn kho. Có 5 tháng là cha 6, mã V4 là 4. Mình tiếp tục mình design đó, new design đó.
5 tháng. Ở đây là nhiêu ký tự em? 6. Mã V từ cái nào mã là các em mới cho nó short test cho 4 cho thầy. Đối với bài này thiết kế nó đỡ với câu mình nhớ. Hai này là khóa chính, mình nhấp chuột phải chọn gái Marie K. Rồi. Số lượng đầu, tổng số lượng nhập, tổng số lượng xuất và số lượng túi. Số lượng đầu thầy đánh hết rồi thầy chỉnh sang. Tổng số lượng nhập, tổng số lượng xuất và số lượng túi. Chỉnh nó lắm rồi đó nè. Rồi, mình lưu lại. Và bản này là bản tồn kho. Rồi, xong. Rồi, tiếp theo chúng ta đi tạo diagram. Rồi chúng ta chú ý cái bảng. Thì các em chọn vào trong data, chọn relationship à, nó giống như SQL Server các em. Rồi thì các em nhìn vô cái bảng để thiết kế nhanh, thì đầu tiên là mình chọn bảng gì, CB, B xuất và B xuất, mình ép từ từ. Và B gì, B xuất, mình kéo hai anh này nó khích khích gì họ, mình kéo mối quan hệ cho nó nhanh. Tiếp tục mình nhấp chuột phải, mình chọn là gì, show table hoặc là add table vô ha. À, nó ra đúng không? Rồi tiếp tục là mình chọn bảng gì các em, tồn kho vật tư và CT đơn DH, tồn kho vật tư CT đơn DH, tồn kho V4. Mình phức thì mình kéo nó dài cái chút xíu. Rồi mình làm vậy thì nó sẽ nhanh hơn mình để mình thiết kế theo cái bài. CBB nhập và đơn DH. Trong hàng này bị trùng nè, trùng là em thấy nó sẽ có cái bảng 1 đó. Ồ, hồi nãy là nó là xuất nằm ở trên, là nhập nằm ở dưới. Rồi, hết xuất ra. Xuất nằm đây. Mình tổng cộng mình có bao nhiêu bảng mấy em? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mình kéo đơn ra như vậy, 2, 4, 6, 7. Như vậy mình còn thiếu hai bảng. Bảng gì vậy, bảng gì? B nhập với nhà cung cấp. B nhập nhà cung cấp. Ở đây thì mình add ra thì nó vẫn còn y nguyên, rồi nó có xóa bỏ như thằng thằng SQL Server các em. Không ha. Nhà cung cấp đây. Rồi.
sao đi ha, lưu lại cái đáy agam này. Rồi tiếp tục là mình đi tạo cái mối quan hệ đó, mình nhìn ha, cũng giống như thằng kia. Đầu tiên vật tư này mình đè con chuột xuống, mình kéo qua đây, có mã vật tư với mã vật tư nè, rồi đây thầy xóa này, thầy làm lại ha. Mình chết cái đầu tiên là vô ha, chết đầu tiên vô. Okay. Mình thấy có quan hệ là một nhiều không, một nhiều nè ha. Kéo nó qua, đè xuống, kéo nó qua, buông ngay chân cho đó, rồi chết vô cái đầu tiên ha. Rồi đây cũng vậy, kéo cái mã vật tư này qua, mã vật tư này ha, chọn cái đầu tiên. Còn đằng nào xài mã vật tư nữa không? Hết ha. Rồi như vậy bắt đầu tới ở đây, số BT này có trước, thằng này kéo qua đây, thằng nào có trước thì kéo qua đây ha. Ok rồi, số DH là chi tiết đơn. Đây ha, số DH mày kéo qua, đè nó xúc. Không ăn gì, để từ từ thì kéo ra. Rồi, mã nhà cung cấp. Buông nó ra, vô chồng nó mới thấy. Thấy không? Thấy dấu cộng á. Rồi kéo ra không thấy nè, buông con này nè, chết rồi chưa. Ok ha, như vậy ta đã xong được cái relationship. Đó là cái tạo cái mối quan hệ đó các em. Là mình nhìn xem sau khi mình làm bài thi kiểm tra thì mình nhìn vô coi nó giống như như cái yêu cầu của người ta chưa, giống là ok ha các em. Rồi xong, vậy là chúng ta đã tạo xong được cái mối quan hệ. Như vậy quá trình thầy sẽ dạy lại là nhập dữ liệu thì mình sẽ nhập bảng nào trước, bảng có số 1 trước, bảng B xuất nè, bảng vật tư nè, bảng nhà cung cấp nè, bảng B nhập nè, rồi sau đó mình tới bảng nhập DH nè, rồi nhập những bảng còn lại là xong. Bảng nào mà dữ liệu độc lập mà dữ liệu đó lấy qua xài thằng khác thì bảng đó phải sao, phải nhập trước, tại phải có nó mới có thằng kia. Rồi chúng ta đã hoàn thành xong cái cơ sở dữ liệu của mình. Rồi chúng ta muốn mở lại cái mối quan hệ thì mình nhấp vô đây ha, tại vì nó quản lý, cách quản lý của nó khác với SQL Server chút tí xíu nè. Database nè, các em nhấp vô relationship nè, được chưa, thì mình sẽ tạo được cái ràng buộc toàn vẹn của nó. Đây là thầy đã hướng dẫn xong cái bài tập thực hành là tạo cái cấu trúc dữ liệu quản lý bán hàng cho các em. Chúng ta tiến hành, chúng ta thực hành đó.